nhảy nhanh đến 60 km/h, vọt qua vật cản cao tới 3 m. Nhưng mà đừng có dại mà cà khịa nó nhé. Nó mà tung ra một cú đá thì chỉ có khóc thôi. Tuy nhiên thì con non của loài này khi sinh ra lại bị mù và bé xíu bằng hạt đậu, quá nhỏ so với một cá thể trưởng thành. Mình nghĩ là trên đời này không có cái loài nào nuôi con khó như cái loài này cả. Còn nếu anh em biết thì hãy comment xuống đây nhé. Chuột túi kangaroo được xếp vào dòng thú có túi thuộc họ Macropus, họ chân lớn. Rồi, nhìn nó là anh em mình biết luôn đây là cái dòng chuột duy nhất không được xếp vào bộ chuột hay là bộ gặm nhấm. Australia là thiên đường của tụi chuột bự này, là thiên đường đích thực luôn các ông ơi, khi có đến 50 loài, không cái loài nào giống loài nào hết, to nhỏ chênh nhau cứ phải gọi là vài thước mọi người ạ. Có một sự thật mà mình nghĩ rằng không ai dám phủ nhận, đó là tụi này nhảy siêu nhanh, đạt tốc độ tới 60 km/h, vụt đi nhanh không khác gì cách trở mặt của hiếu cũ luôn. Không những thế mà nó còn có thể nhảy vọt qua vật cản cao 2-3 m và xa đến hẳn 7-8 m. Ôi trời ơi, thế là 2 đứa 1,5 m như mình chồng lên nhau mà vẫn nhảy qua được á, giỏi phết. Thế nhưng cái điều mà mình thấy kỳ lạ nhất ở đây là cái bọn này chạy càng chậm thì càng tốn sức, chả hiểu kiểu gì luôn. Chúng phải tăng tốc hơn nữa đến một mức độ nhất định thì năng lượng tiêu hao mới giảm đi. Ok, tôi biết là kangaroo thì dễ thương lắm, cơ mà các ông cũng phải hiểu là thiên nhiên nó dị vãi cả trường và cái bọn này thì vi diệu vô cùng. Mình không hiểu sao nhá, hai cái viên bi của bọn kangaroo đực nằm ở trên dương vật, kiểu mọc ngược ấy chứ không phải là nằm ở dưới như bình thường đâu. Đúng là cạn lời. Thế các ông đã biết đến con nào có 5 chân rồi chưa? Như là một trò đùa ấy nhở. Nhưng mà bọn chuột túi này có cái chân thứ 5 đấy, đó chính là cái đuôi vô cùng mạnh mẽ phía sau. Ngoài cái việc giúp cho cơ thể cân bằng trong khi nhảy thì nó cũng là một trợ thủ đắc lực giúp cho kangaroo cân bằng khi tung ra những cú đá sấm sét vào đối thủ mỗi khi hàm lượng vitamin hung hăng tăng cao. Tuy nhiên thì những cái pha tấn công bằng chân trước của cái bọn này lại gần như là vô hại. Chân trước ngắn tí à, trông không khác gì con T-Rex đâu ấy. Mặc dù có những cái đôi chân mạnh mẽ nhưng mà chúng lại không thể nhảy lùi các ông ạ. Đơn giản là vì cái đuôi của nó quá lớn và có tác dụng giống như là một đòn bẩy nên là làm sao nhảy lùi được. Và cũng chính vì cái lý do này mà Úc đã đặt một con kangaroo làm huy hiệu trên cánh tay áo khoác của quân đội để cho thấy rằng họ luôn luôn tiến về phía trước. Thậm chí là mấy anh lính vui tính còn sơn cả hình chú ta lên xe thiết giáp và xe tăng cơ anh em ạ. Và có thể là anh em sẽ sốc khi mà biết con kangaroo cái có hẳn 3 cái âm đạo. Wow, hẳn 3 cái nha mọi người ơi, không nghe nhầm đâu, 2 trong số chúng được sử dụng để vận chuyển tinh trùng vào tử cung. Còn phần âm đạo ở giữa được sử dụng để vận chuyển phôi thai sơ sinh đến với thế giới này trước khi nó leo lên túi của mẹ. Các ông đã từng nhìn thấy gấu trúc sinh con nhỉ? Con của nó bé nhỉ? Đỏ hòn bé tí xíu luôn ấy. Nhưng mà vẫn chưa là gì không ạ? Bé chuột túi sơ sinh của chúng ta lúc mới sinh chỉ nhỏ bằng một hạt đậu ngự thôi, chưa bằng một đốt ngón tay luôn. Bởi vì con mẹ mang thai chỉ 4 năm tuần lễ là đẻ rồi. Và con mẹ còn tự chọn giới tính cho mấy bé con được luôn. Lúc trẻ thì chúng sẽ sinh con cái, lớn rồi thì chọn sinh mấy bé đực vì bọn đực sẽ rời túi mẹ sớm hơn. Con non sinh ra thường sẽ bị mù, nhờ mẹ liếm láp mở đường và khứu giác nhạy bén, chúng sẽ bò vào túi của mẹ, ti sữa và sống trong đó tối thiểu là 4 tháng mới có thể ra ngoài để học cách sinh tồn. Thông thường thì ngay sau khi sinh ít ngày, con mẹ đã có thể mang thai thêm một lần nữa rồi. Tuy nhiên thì chúng có thể tạm dừng thời gian này để tập trung nuôi con non rồi mới tiếp tục sinh thêm lứa khác. Chính vì cái khả năng nhiệm màu này mà tụi nó có thể dễ dàng thay thế khi mà đứa con hiện tại bị mất. Mình chắc chắn là đôi ba lần các ông ở đây cũng đã từng thấy cái cảnh là mèo con lớn đùng rồi vẫn tranh bú mẹ với những đứa em. Và trường hợp này cũng xảy ra ở tụi chuột túi này đấy. Sau khi một con kangaroo con trưởng thành và rời khỏi túi, nó vẫn sẽ quay trở lại uống sữa của mẹ. Vì thế một bà mẹ thường cùng lúc có 3 đứa con, một thai trong bụng, một nhóc trong túi và một thằng lớn vừa ra khỏi túi. Để có thể nuôi 2 đứa con cùng một lúc thì con mẹ có thể sẽ tiết ra 2 loại sữa khác biệt ở cùng một thời điểm. Loại giàu chất béo cho con lớn và ít chất béo hơn cho con nhỏ trong túi. Và tất nhiên rồi, cái túi nó chả khác gì cái tã em bé cả vì chúng nó ăn ngủ ị trong đó suốt mấy tháng trời. Còn mẹ nó thì è mồm ra liếm để vệ sinh cái tã lót sao cho sạch sẽ nhất có thể. Tuy nhiên thì con cái nó cũng khá là phũ phàng, nếu mà nuôi không nổi nhiều đứa con thì nó chỉ chọn giữ một đứa để nuôi thôi. Thế có bao giờ thắc mắc là con non mới sinh mà bị rơi ra khỏi bộ lông của mẹ trên đường bò lên túi thì như thế nào chưa? Bỏ luôn vì chúng nó nhỏ xíu xiu, nếu mà bà mẹ cố di chuyển con thì kiểu gì cũng sẽ đè chết nó. Số lượng kangaroo gấp đôi dân số Australia, cái này thì không phải bàn rồi. Mang tiếng là biểu tượng của Đức Úc, cơ mà số lượng của tụi nó bên đây chiếm rất là nhiều. Năm 2017 là gấp đôi dân số Úc luôn, nên là người dân được khuyến khích nên thịt bớt cho giảm số lượng. Vâng, làm biểu tượng, tượng đâu không thấy, chỉ thấy lên thớt thôi. Tuy nhiên thì rất ít người Úc ăn thịt con vật này, 95% thịt kangaroo được xuất khẩu sang nước ngoài.
Và thêm một cái điều mà các công ty bảo hiểm của Úc không hề thích một chút nào. Tại cái đất nước này nhá, có đến 80% số vụ động vật bị tai nạn ô tô là kangaroo. Chả hiểu loài người đi đứng kiểu gì, đi chậm một chút thì đã làm sao. Tai nạn xảy ra cả người cả thú không chết thì cũng sức đầu mẻ chán. Mấy ông làm bảo hiểm là đau đầu lắm. Thế nên là Úc đã chốt luôn cái luật là không chi trả bảo hiểm cho mấy cái vụ liên quan đến con này. Và ngay bây giờ, thưa quý bạn và các vị, đây là Roger, một con kangaroo đỏ với sổ vai, bắp tay, vòm ngực cắt nét cuồn cuộn mà bao anh chàng mơ ước. Nó cao tới 2,07m, nặng 89kg. Và một trong số những cái trò tiêu khiển mà Roger ưa thích là đuổi theo nhân viên chăm sóc mỗi khi họ tiến vào khu đất. Ôi dồi ôi, các anh, các chị ơi, chắc là chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị một con kangaroo nó lùa cho chạy như vịt như thế này. Nếu mà anh em hỏi tôi về chỉ số sức mạnh của con này ấy, thì tôi xin miễn bình luận. Các ông cứ nhìn cái xô trong tay của nó thì biết nha. Kangaroo chủ yếu hoạt động về ban đêm. Vào những tháng mắt trời thì chúng có thể kiếm ăn cả ngày. Thức ăn của chúng chủ yếu là nấm, các loài cây và sâu bọ, vân vân. Nếu cưa cầm crush vào mùa hè thì thứ đổ bạn nhanh nhất có lẽ không phải là crush mà là đổ mồ hôi. Thật đấy, nhưng mà đấy là bạn thôi, còn kangaroo thì không thế. Bọn này thì không có tuyến mồ hôi, không bị viêm cánh nhưng lại khó làm mát cơ thể. Lúc này thì chúng sẽ nằm ườn dưới bóng cây cơ nia, liếm cặp chân trước để khi mà nước bọt bay hơi đi, nó sẽ làm mát máu bên dưới lớp da. Bọn này thì nó xứng đáng với câu slogan đá phát chết luôn, vì một cú đá của tụi này đủ mạnh để khiến cho anh em mình máu dồn lên não, hồn lìa khỏi xác, ôm hận mà đi bắn muối đấy. Đây, anh em nhìn đi, đụng tí là đá, đi qua nó ngứa mắt thôi cũng đá, vô lý. Có cơ bắp thì tất nhiên là phải có võ rồi. Bọn này có hai tuyệt kỹ tối thượng để đối mặt với kẻ thù, đó là kẹp nách, kẹp cổ và nhấn nước. Thường thì mấy em sẽ dẫn dụ kẻ thù xuống nước xong tìm cách dìm cho nó đến chết ngạt thì thôi. Phải công nhận là cái bọn này bơi rất là giỏi, cho nên là trong bất cứ trường hợp nguy hiểm nào thì ao nước cũng sẽ là cái lựa chọn đầu tiên để tụi này phòng thủ. Thế, trong cái trường hợp đang bị động vật ăn thịt săn đuổi và trong túi có con non thì sao? Thì ok con dê, cà này dễ, mẹ nó sẽ quăng luôn con lại nhằm giảm trọng lượng và đánh lạc hướng để có thời gian vọt lẹ trong sự ngỡ ngàng của đứa con và đứa săn mồi. Nếu mà nhìn thấy những cái con thú đang leo tít cây cao này thì chắc hẳn là anh em sẽ không bao giờ nghĩ nó là chuột túi đúng không? Thật, đến cả mình cũng còn chưa bao giờ nhìn thấy. Con này thì có tên là chuột túi cây và đương nhiên rồi, sống trên cây, giỏi leo trèo và không có nhảy tưng tưng nha mọi người ơi. Hiện tại thì có khoảng 14 loài chuột túi cây, chiều dài cơ thể trung bình là từ 41 cho đến 77cm, trọng lượng có thể lên đến 14,5kg. Chúng sinh sống ở các khu vực nhiệt đới ở New Guinea hoặc là phía bắc nước Úc, đông bắc Queensland và các quần đảo gần đó. Chuột túi kangaroo là cái loài động vật có cấu tạo hệ tiêu hóa gần giống với gia súc như là bò này, cừu này. Chính vì vậy, cái lượng thức ăn đã ăn rồi chúng vẫn có thể nôn ra, nhai lại và tiêu hóa thêm lần nữa. Hầu hết cái bọn này đều thuận tay trái. Các chuyên gia đã đưa ra cái nhận định này khi mà thấy chúng thường sử dụng tay trái để chải chuốt lông này và cầm nắm thức ăn cong ạ. Các nhà khoa học đã xác định được một loại vi khuẩn đặc biệt trong dạ dày của chuột túi có thể xử lý thức ăn của chúng mà không tạo ra khí metan. Trong lịch sử, cái bọn này đã từng là nguồn cung cấp thức ăn cho thổ dân châu Úc. Thịt của chúng thì có rất là nhiều protein và ít chất béo, rau, vitamin và cả khoáng chất. Thịt kangaroo nghe cứ kỳ kỳ nhở, nhưng mình chắc là không dám ăn đâu. Ok, video đây là hết rồi. Hãy like, share nếu em thích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!